xuất hiện lốc xoáy cao chọc trời ở Hà Tĩnh. Tối ngày 7 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện cơn lốc xoáy vào đầu giờ chiều cùng ngày. Lốc xoáy xảy ra khoảng gần 1 phút và không gây thiệt hại. Một nhân chứng cho biết cơn lốc xoáy cuộn thành ống giống vòi rồng, di chuyển hút theo bụi cao khoảng 50m, xuất hiện gần cửa hàng xăng dầu Thạch Đài. Sau khi lốc xoáy tan biến, trời đổ mưa lớn và kèm theo sấm sét, nhiều người chứng kiến đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được hiện tượng trên. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh lý giải, hiện tượng trên là một cơn lốc xoáy nhỏ về bản chất tương tự như hiện tượng vòi rồng, nhưng ở quy mô nhỏ, không ảnh hưởng và không gây thiệt hại gì. Khi nhiệt độ cao sẽ có những vùng nhỏ tạo thành những vùng thăng lên đám mây. Thông thường các đám mây đậm đặc sẽ có các dòng thăng lớn, tạo nên lực hút rất mạnh. Hiện tượng vòng lốc xoáy chiều nay rất nhỏ, chỉ hút một vùng bụi tạo ra dòng xoáy cuộn ống. Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin thêm, trước đó vào năm 2022, tại bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cũng xảy ra hiện tượng này nhưng quy mô lớn hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.